HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ở trận đấu gặp đội tuyển Lào, Nguyên Mạnh là thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin để đứng trong khung thành chứ không phải là Tấn Trường, vốn được sử dụng nhiều tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với việc được bắt chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau 5 năm, thủ môn đang thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel cũng thừa nhận không tránh khỏi việc có chút áp lực tâm lý. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện cùng màn trình diễn tốt ở trận đấu vừa qua, trong đó có pha cản phá cú dứt điểm của tiền đạo Billy bên phía đội tuyển Lào, sự tự tin đã tăng cao rất nhiều đối với Nguyên Mạnh. Lúc này, thủ thành người Nghệ An đang đặt mục tiêu sẽ bắt tốt qua từng trận để khẳng định bản thân và duy trì vị trí của mình trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.